Vâng, và đã có tín hiệu trận đấu bắt đầu từ phía ban tổ chức. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với cả trận đấu giữa Dream Team và Chó Điên. Vâng, hai đại diện đến từ server Lăng Ba Bi Bộ. Nami đây. Trong khi đó thì Hoa Sơn cũng ở phía trên luôn. Vâng, Xeamaru vẫn một phong cách là bắn hết sức nhiệt tình. Tuy nhiên bị ăn ngay cứu phong này nghi. Hai cứu phong này nghi liền đến từ phía Hoa Sơn vì bên team xanh. Và số máu của Đường Môn lúc này mất đi là không nhiều. Tuy nhiên thì Đường Môn cũng đã có những sự đáp trả lên nhất định. Vừa rồi là một cái vòng hút đến từ phía Võ Đam. Và ngay lập tức Thiếu Lâm nhảy vào với cái cung phong quỷ địa cũng như là Thiếu Lâm kỳ hải của mình. Số máu của Đường Môn mất đi là rất nhiều. Trong khi đó thì đã có một thành viên mệt mỏi vì bên team đỏ. Vừa rồi làm cái hữu phong lanh nghi nữa đến từ phía Hoa Sơn team xanh. Vâng, Kỳ Lân bỏ qua, tuy nhiên thì đã lại có một cái trọng kiếm vô song nữa và cắm được hai ngùm phía bên team đỏ, lại hút vào rồi. Vâng, team đỏ đang nát từ từ. Xeamaru vẫn đang được bắn, tuy nhiên thì đó là không xi nhê. Đường Môn thì Lâm đã áp sát được Đường Môn và có một cái điểm nguyệt rồi. Đường Môn xong rồi, quay Đường Môn xong rồi. Trong khi đó thì ở phía bên này, một phía một mình Ngami bóng đỏ đối chọi với hai ngùm bóng xanh, một Hoa Sơn và một, vâng, đã có ba ngùm bóng xanh rồi và đã nát. Vâng, mình đã nói là nát mà. Tỷ số 1-0. Vâng, 1-0 dành cho phía bên team xanh. Xeamaru cần phải giữ mình hơn. Mãnh hổ kêu giản và thứ phong anh nghi, hai thứ phong anh nghi luôn, đồng xuân tây băng luôn, mệt mỏi luôn. Vâng, quá kinh rồi. Và lúc này thì Đường Môn đã bị mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy để có thể bắn. Ở vòng trong của chúng ta thì chúng ta có thể thấy được rằng là ba cái bóng màu xanh và một cái bóng màu đỏ. Ai là người đang bị quay? Vâng, Ngami là người đang bị quay. Võ đang không gây được quá nhiều lượng sát thương cũng như là để có thể cover đồng đội. Ở phía bên kia thì sao? Lại là Thiếu Lâm và Đường Môn. Vâng, Lạc Mã Đình Phong đến từ phía Thiếu Lâm. Ai là người đang bị úp? Vâng, lúc này thì Ngami đã có thể lo lót được Hoa Sơn rồi. Và Hoa Sơn nằm xuống rồi. Thật bất ngờ khi mà Hoa Sơn lại có thể nằm xuống được khi mà Đường Môn vẫn còn đứng đây. Trên sàn đấu chúng ta lúc này còn ba cái bóng màu đỏ và hai cái bóng màu xanh. Thiếu Lâm đang cố gắng để có thể dứt điểm Ngami. Tuy nhiên thì ngay lập tức Võ đang la vào và có thể cover người đồng đội. Thiếu Lâm mệt mỏi rồi, hút được hai cái bóng màu xanh và thiên quân hóa giáp đến từ phía Ngami. Vâng, đội xanh nát ngược trở lại. Vâng, cái bài này không có chăm sóc qua và chúng ta có thể thấy được rằng là đội xanh đang là những diễn viên quần chúng. Đường Môn đang được bắn và 1-0. Vâng, 1-0, úp chết được Hoa Sơn thì bài của chúng ta cũng lật luôn. Hoa Sơn cần phải người là người giữ mình. Một đều rồi và đây sẽ là trận đấu quyết định. Lại tiếp tục là Thiếu Lâm lao vào Đường Môn. Tuy nhiên thì có ngay một cái bàn tay đến từ phía Ngami thì có thể cover đồng đội, gom được hai ngùng vào. Tuy nhiên thì Thiếu Lâm cũng không dại dột và lao ra luôn. Cái ngùng dường như là đang rất rén. Vâng, rất rén vì đây là một trận đấu quyết định. Vâng, chưa ai muốn là người phải trả giá cả. Đường Môn vẫn một mình một góc. Thiếu Lâm đang cố gắng mong men. Thiếu Lâm đang mong men Đường Môn rồi. Anh có một cái cắm kiếm hữu phong lanh nghi nhưng mà trượt. Vâng, nhưng mà Đường Môn lúc này đã thoát ra rồi. Anh như một con lươn vậy, không ngờ là anh có thể thoát ra được trong tình huống đó. Lúc này thì Ngami của chúng ta đang cố gắng có thể ló lót được hai bóng màu xanh. Trong khi đó thì Đường Môn vẫn đang được bắn. Thiếu Lâm Đường Môn quá nhanh. Vâng, Hoa Sơn vẫn còn rất nhiều máu nhưng mà anh ấy vẫn chưa gây ra được một cái lượng đam nào đó người ta gọi là xác định cả. Đã có một cái trọng kiếm vô song đến từ Võ Đang. Hai cái bóng màu xanh đang cố gắng để có thể ló lót Đường Môn. Nếu không ló lót Đường Môn họ sẽ phải trả giá. Thì kiếm vô hữu đến từ phía Hoa Sơn. Bia thì làm gì? Có cái gì không? Không có cái gì cả. Đường Môn vẫn thoát được ra ngoài. Lúc này chúng ta số máu Đường Môn, mãnh hổ kiêu sản đến từ phía Thiếu Lâm và đã có điểm nguyệt. Điểm nguyệt nhưng mà Đường Môn đã tỉnh lại rồi. Không biết vì sao anh lại có thể tỉnh lại được. Lạc Mã Đình Phong đến từ phía Thiếu Lâm và Thiếu Lâm đang sắp hết máu rồi. Thiếu Lâm nằm xuống rồi. Hai xanh và ba đỏ. Không thể lo lót Đường Môn. Hữu phong anh nghi luôn nhưng mà trượt. Vâng, anh bắn bừa rồi. Kỳ Lân phản qua đến từ phía Ngami. Thương Lân mà giáp vào người của Thiếu Lâm. Vâng, nằm xuống rồi. Lại thêm một người phía bên mộ xanh nằm xuống. Lúc này chỉ còn Võ Đang thôi. Vâng, chỉ còn lại Võ Đang. Võ Đang anh ý sẽ, vâng, Kỳ Lân phản qua mệt mỏi và anh ý đang nằm xuống và tận hưởng những giờ phút cuối cùng của mình trong giải đấu huynh đệ chiến.
như một con lươn vậy. Vâng, thì chúc mừng Thiếu Lâm, xin chúc mừng Đường Môn và những người đồng đội của anh. Mặc dù là đã có cơ hội, tuy nhiên thì cái Hữu Phong Lai Nghi của Hoa Sơn lại không thể dứt điểm Đường Môn và để Đường Môn thoát ra. Rất là buồn khi mà hai ngùng một một Thiếu Lâm, vâng, hai ngùng một Thiếu Lâm một Hoa Sơn lại không thể úp chết được Đường Môn. Và một chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng dành cho phía đội đỏ. Xin chúc mừng đội đỏ, vâng, xin chúc mừng đội đỏ một lần nữa.